Xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Hôm nay thì để trả lời một số các cái tin nhắn của anh em ấy thì Quang sẽ giới thiệu cho các bạn các cái mẫu chim hót Quang đã từng nuôi. Đây ví dụ như cái con này ấy thì là con chim thuần sang năm thứ 5 mà mình đã nuôi và đã tặng cái con này cho một người bạn. Cái con này là con chim hót dáng ngũ trường. Đấy, các bạn thấy nó toàn bộ cái 5 cái điểm ở trên người nó đều là dài này. Đấy, con này thì dáng mình củ đậu đuôi lá vả này, nhưng mà Quang cái hôm đấy là Quang chụp cái mẫu cám của Quang và cái hình của con chim này không chụp cả người. Đây là nghệ sĩ Tạ Minh Tâm đã từng ra nhà để mua cám chim này. Đây là cái con Quang gọi là con họa khủng và cũng đã tặng cho anh Tuấn ở Bạch Mai và thi cái cuộc thi Thanh Trì mở rộng vừa rồi ấy là đâu gần 300 lồng là nó cũng vào được top 30 đấy. Đây là con lông đỏ của Quang này. Đấy. Thì con này thì Quang tặng cho bác Nhự ở câu lạc bộ. Bác cũng đang nuôi. Đây là khách hàng có phản hồi về cái sản phẩm cám chim. Cám ăn rất là ổn định, cám họ mi ăn tốt quá. Đây, về cái cách chọn về cái mẫu chim ấy thì các bạn nên chọn những cái con chim mà nó họa nó lét căng như này. Đấy, hình ảnh con chim lông đỏ đấy. Thế thì cái cách chọn chim hót ấy thì anh em nên chọn ấy là cái họa đây này. Đấy, nó phải sáng nét căng. Đây là cái mẫu chim đánh này. Đấy. Quang sẽ lấy cái hình tượng của cái con chim mà đẹp nhất của Quang là cái con chim lông đỏ này để Quang sẽ phân tích cho các bạn về cái họa của con chim. Đây là con chim lông đỏ của Quang đã nuôi Mộc Tinh về ngày 26 tháng 4 năm 2017. Và vừa rồi là Quang đã tặng cho bác Nhự ở trong câu lạc bộ để bác cái dưỡng để có thể đi thi để quảng cáo cái sản phẩm cám chim cho Quang. Thì Quang sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chọn cái con chim mẫu chim hót. Các bạn thấy là lưu ý là cho Quang là cái phần này là phần mỏ dưới này thì nó mỏng này. Đấy, cái thứ hai là khi mà nó ngậm được cái mỏ vào mà chúng ta thấy cái nó hơi kênh kênh mà nó hở ra một cái khe hở thì cực kỳ tốt. Đấy, mỏ kênh mũi thông thì không còn gì bằng nữa. Đấy, các bạn nhìn kỹ cái mặt của cái con chim hót ấy. Đấy, giữa cái mắt của cái con la mắt của con chim hót với la mắt con chim đánh ấy thì nó gần giống nhau, nhưng mà cái con chim đánh ấy thì cái chỗ này là cái phần mí mắt này thì nó dày cộp này, nó nhăn nheo này. Còn cái con chim hót đấy các bạn thấy nó già rừng nhưng mà nó ít khi nó phải đánh nhau, nó dùng cái giọng hót của mình để đè nhau thôi, đấu đá chiếm lãnh thổ thì nó ít khi phải đánh nhau thì nó sẽ không bị có sẹo. Đấy, thì cái con chim này ấy, thì các bạn nhìn thấy cái phần đầu này nó rất là tròn này, nó không phải đầu xà mắt méo này. Đấy, khi nó căng lên thì nó có cái méo cái mắt này đi thôi. Đấy, các bạn thấy cái phần méo này. Đấy, nhưng mà cái mí mắt là gì, cái mí mắt là nó không dày sun vào. Đấy, thì cái chơi chim hót như này là tuyệt vời này. Đấy, cái màu mắt này là màu mắt sẽ không biết sợ con nào này. Đấy, các bạn hình dung đây nhé, ví dụ như cái con chim này là con chim đánh này. Đây là cái mẫu chim đánh mà Quang rất là ưng ý, không biết là con chim này của ai đăng ở trên mạng thôi. Quang đào cái ảnh này về thì các bạn nhìn đấy, cái phần mắt này nó méo sạch đây này. Đấy, và cái phần đây là cái phần mí mắt này, các bạn thấy. Cái phần mí mắt các bạn thấy nhé, nó có những cái vết nhăn nhúm sun sun vào này. Thì chứng tỏ là con chim này ở ngoài rừng nó đánh rất là nhiều. Đấy, rất là tốt. Đấy, các bạn thấy cái phần mí mắt nó dày cộp như này này. Đấy, thế còn đây ví dụ như cái con chim này là con chim hót này. Đấy, các bạn thấy đấy là gì, nó cũng mắt nó cũng méo như con chim này, nó là con chim bánh tẻ thôi. Đấy, cái chim hót, mặt chim hót ấy thì nó có vẻ nó hiền lành hơn. Cái thứ hai cái phần đầu nó tròn hơn. Đấy, cái chim đánh thì các bạn vừa nhìn cái mẫu chim mà Quang ưng ý rồi đấy. Đây này. Đấy, mẫu chim hót này đây. Các bạn thấy đây, ví dụ như con này Quang có đặt tên cho là con Hương Tân Mai này. Đấy, cái lam mắt nó rất là đẹp. Đấy,
Thì cái chọn chim hót ấy thì chúng ta nên chọn được những cái con chim mà cái dáng nó liền bộ, là các bạn nhìn thấy cái phần cổ này. Đấy, phần cổ như này này, những cái phần đầu này nó liền thành một bộ này thì nó rất là tốt này. Thế còn cái vấn đề mà các bạn nhiều bạn ấy là thấy cái phần cổ này, cái bảo gáy lợn là các bạn nhầm, là không hiểu. Tức là như này, cái cổ lợn nó khác, cổ lợn nó rất là to đúng không ạ? Nhưng cái phần gáy lợn đấy, các bạn nhìn cái phần gáy là cái phần chỗ đoạn trên này này. Đấy. Là nó hơi nhô lên, nhô lên cái phần lông ở đây này thì nó mới gọi là gáy lợn. Đấy, còn nếu mà không ấy thì là nó rất là tốt. Đấy. Đây là con chim ngũ trường của Quang nuôi, và sau nó bị đau ở mắt và nó bị mất chộp một mắt ấy. Quang tặng cho một người bạn để nuôi ghép đẻ này. Đấy, các bạn thấy là khi cái mẫu chim hót ấy là cái mắt của nó tròn. Đấy, và tất nhiên nếu mà để mình chọn là cái con chim hót đẹp ấy thì đòi hỏi là cái quan trọng nhất là cái về cái vấn đề đã gọi là họa mi, mà cái vấn đề họa nó rất là quan trọng. Đấy. Đấy, ví dụ như các bạn thấy là cái mẫu chim mà các cái mẫu chim mà Quang đã nuôi. Đây, đây là những cái mẫu chim mà Quang đã nuôi. Đây là nhận xét của khách hàng về cám chim của Quang. Đó. Đây này. Đấy, các bạn thấy con nào con đấy là lam mắt rất là đẹp. Đấy. Đấy, các bạn thấy nhé. Đấy, cái lam mắt rất là đẹp này. Vâng, thì các bạn tập nhìn thôi, chọn cái con chim mà nếu mà cái họa của nó đây đây, ví dụ như cái con chim này là của một khách hàng mua cám chim của Quang này, và sau 6 tháng nuôi là các bạn nhìn thấy cái họa của nó đây. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái họa rất là đẹp. Cái phần la mắt. Đây, các bạn thấy là phần la mắt là phần toàn bộ cái phần này. Đó. Đấy, còn sau đó thì cái phần họa là nó kéo dài ở đây. Thì những cái con nào mà họa mà nó kéo lên đây mà nó vếch ngược lên thì người ta gọi là họa thái sư. Còn nó cụp xuống thì nó gọi là họa gọng kính. Đấy, thì cái này Quang cũng đã làm một cái clip rồi. Đây, như cái này này là họa nó vếch lên như này này. Đấy, thì người ta gọi là họa thái sư này, rất là gấu này, rất là dễ chơi, rất là tố chất này. Đấy, các bạn thấy cái phần họa của nó đây. Các bạn nhìn kỹ cái đuôi họa nó vách ngược lên này. Đấy, con chim này là con mẫu chim đánh này. Đấy, thế còn những cái con chim mà họa của nó rất là sắc nét nhưng mà nó cụp cụp xuống như này này thì chơi hót rất là tuyệt vời này. Đây, con này Quang nuôi được anh em đặt tên cho là con ba chân này. Đấy, các bạn thấy cái con chim hót thì cái la mắt nó rộng và nó đẹp như này thì rất là đẹp này, và cái phần họa đây này. Đấy, thế còn những con chim bổi mà các bạn chọn ấy thì đương nhiên là nó sẽ không được nét căng như này đâu, các bạn phải nuôi ít nhất là 1 đến 2 mùa thay lông thì nó mới ra được cái la mắt đẹp như này. Đấy. Thế còn cái con này này là cái con ngũ trường này thì la mắt rất là rộng nhưng mà nó là họa chỉ. Đấy, cái la mắt rộng họa chỉ thì cũng rất là tố chất, con chim cũng rất là tố chất. Đấy. Thì Quang cũng hướng dẫn cho anh em cái cách tập nhìn cái chọn cái con họa mi. Đấy. Chuẩn là con chim hót ấy thì các bạn nên nhớ rằng là đây là nhận xét về cám chim của Quang. Đấy. Con này đánh được hơn 10 phút. Vâng, thì qua cái clip này thì Quang cũng quảng cáo luôn, Quang có một cái sản phẩm cám chim họa mi hiện tại đang bán là 150.000 1 kg đây. Và cũng được rất là nhiều anh em nhận xét. Và cái cám chim này của Quang ấy là anh em nuôi từ chim bổi đến chim các giai đoạn đều ăn được. Và cũng đã có rất là nhiều anh em đây đi thi là có giải đây. Và cái cám của Quang được nhận xét là rất là rẻ, mà cái cám ở trên thị trường có giá 300.000 còn thua. Và chim hót đây anh em nhận xét đây, Quang cũng làm thêm cả cái sản phẩm cám chòe đây.
Sim của em ăn cám của anh hot luôn. À đây, đây là cái bảng màu mắt của cái chim họa mi đánh. Hôm nào Quang sẽ phân tích cho các bạn cái màu mắt của con chim đánh này. Tất nhiên là hiếm lắm, những cái đạt được những cái chim màu mắt như này thì đây là rất là nhiều các cái đây nhận xét của khách hàng về cái sản phẩm cám chim. Còn đây là những cái mẫu chim mà Quang đã nuôi. Và quay trở lại với cả cái vấn đề về cái chọn cái con chim hot đấy, các bạn lên tập nhìn qua ảnh này thôi đấy, thì các bạn lên quan trọng nhất cái họa thì các bạn nhìn thấy không đấy, cái họa là phải sắc nét như này đấy. Thế còn cái lúc mà chim bổi ấy, thì chúng ta nhìn thấy nó tương đối nó rõ nét là được, đừng có mờ mờ ảo ảo hoặc đừng có vướng bất cứ một cái gì vào cái họa của nó. Ví dụ như là nó có những cái chấm đen nhiều ấy, thì người ta gọi là chỉ bì thì nó hơi thất thường đấy, nó hot nó thất thường. Cái phần vấn đề về các bạn nhìn thấy này, con chim hót này, về cái vấn đề về cái chân này đấy, thì cái từ cái cổ chân này này lên đến cái phần đầu gối này là nó ngắn như này thôi, thì nó rất là dễ bệt cầu và nó không nhảy mấy đấy, các bạn thấy không đấy. Cái thứ hai là cái phần lông đầu gối này này nó che kín đi, chứ còn con nào mà hở đầu gối mà chân dài thì không, rất là khó thuần đấy. Đây là con chim lông đỏ của Quang, Quang lấy ra làm cái mẫu hình tượng để hướng dẫn cho các bạn là cái cách chọn con chim họa mi hót. Đấy. Và các bạn nhìn kỹ cái mẫu chim. Đây, cái con này thì Quang cũng đã nuôi được sang thay lông, năm nay là năm thứ hai đây. Vâng, thì mọi người có nhớ là cứ tập nhìn nó cũng rất đơn giản lắm, các bạn nên nhớ này này, từ cái bắt đầu từ cái cổ chân này cho đến cái phần đầu gối này của nó này đấy, các bạn thấy là nó ngắn tí này thôi đấy, thì là nó sẽ rất là thích hợp để chơi hót và đi luyện dàn để đi thi thố đấy. Vâng, cái clip này thì Quang xin dừng lại ở đây, chúc tất cả các bạn chọn được cái chim ưng ý. Và Quang sẽ cố gắng, Quang sẽ cầm tay một con chim họa mi ở trên tay để Quang hướng dẫn cho các bạn chọn đấy. Còn các bạn vào kênh của Quang ấy thì nó cũng đã có cái clip chọn chim mau mỏ bằng clip thực tế đấy nhá. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau.